Thưa quý vị và các bạn, tại Tiền Giang, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB có một chi nhánh, 3 phòng giao dịch với gần 7.000 khách hàng có giao dịch với ngân hàng. Hiện tại, các điểm giao dịch của SCB tại Tiền Giang vẫn đang hoạt động bình thường và mọi khoản tiền gửi mà khách hàng có nhu cầu rút đều được đáp ứng đầy đủ. Trước những thông tin không tích cực lan truyền trong những ngày gần đây làm ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với bà Nguyễn Thị Đậm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Tiền Giang về tình hình hoạt động của SCB trong những ngày gần đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa bà, thì mấy ngày gần đây thì có nhiều khách hàng mà có giao dịch với ngân hàng SCB Tiền Giang thì mang cái tâm lý lo ngại và có nhiều người thì đề nghị là rút tiền trước thời hạn. Thì trước tình hình này thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã có những cái giải pháp gì để mà đảm bảo cái quyền lợi cho khách hàng? Ngân hàng Nhà nước tỉnh luôn theo dõi sát tình hình hoạt động tại ngân hàng này và triển khai các cái chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thực hiện các cái giải pháp để cho SCB hoạt động bình thường và đảm bảo cái quyền lợi cho người dân gửi tiền tại ngân hàng. Và hiện nay SCB Tiền Giang là hoạt động an toàn, ổn định, các cái giao dịch được diễn ra bình thường và đặc biệt là các cái khoản chi trả cho người dân được đảm bảo. Cái việc mà rút tiền trước thời hạn thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyền lợi người tiêu dùng như vậy, thì ở góc độ là lãnh đạo thì bà có cái lời khuyên như thế nào dành cho khách hàng? Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang là khuyến cáo người dân không nên hoang mang mà rút tiền, đặc biệt là các khoản tiền gửi rút trước thời hạn để đảm bảo cái quyền lợi của mình. Và Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị người gửi tiền cũng như người vay đang vay tại SCB là tiếp tục ủng hộ SCB Tiền Giang để tạo điều kiện cho đơn vị này hoạt động ổn định và liên tục. Trong thời gian tới thì Ngân hàng Nhà nước tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các cái giải pháp cụ thể và quyết liệt để đảm bảo cái hoạt động ngân hàng nói chung cũng như là SCB Tiền Giang được hoạt động an toàn và đặc biệt là để đảm bảo cái quyền lợi để người gửi tiền tại các ngân hàng. Xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.